Vậy cho nên thành ra cái bệnh mà do túc nghiệp á, thì trong đó nó có một cái oán nghiệp đó, theo nó báo oán. Loại virus này là một loại sinh vật sống, nó đi tìm người nó báo oán. Chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện này mới nghe hôm qua luôn. Cô Phật tử ở Nam Định gọi vô nói: con không hiểu nổi, con không thể lý giải nổi, và con thấy chỉ nói hai chữ là mầu nhiệm quá thôi. Hỏi như thế nào thì con nói là có hai người từ ở Tiền Giang chở đồ ra ngoài Bắc, thì họ xét nghiệm âm tính hết rồi mới có giấy âm tính mới cho thông hành đi. Thì khi mà trên đường họ đi đó là họ xuống họ lấy thêm hàng, họ chỉ tiếp xúc cái người đó trong 15 phút, là anh tài xế phụ tiếp xúc trong 15 phút thôi. Thì anh lên anh chạy được 5-7 tiếng thì bắt đầu anh ho và sốt. Con virus này khi nó vô một cái là nó tấn công là phải ho rồi phải sốt. Cái nghĩa là nó mất hết năng lượng trong cơ thể, không giữ được thăng bằng nữa, thì bắt đầu nóng lạnh nó bất thường, nó không tự kiềm được nữa. Thì anh tài xế chính á, thì anh này đặc biệt là trì đại bi, niệm Quan Âm thường xuyên và ăn chay. Vợ của anh này đó là ở nhà hay nấu món chay để cúng dường cho chư tăng. Thì khi anh này bước ra khỏi nhà là vợ dặn liền anh phải niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì trên đường đi ra tới Thanh Hóa thì anh này anh sốt cũng chịu không nổi nữa rồi. Thì hai người trên đường đi thì cũng ăn chung đúng không? Ngồi chung một xe đúng không? Mở máy lạnh ra ngồi chung hết với nhau. Nhưng mà khi ra tới Thanh Hóa thì khi mà test thì cái anh tài xế phụ mà bị sốt đó là bị dương tính. Còn cái anh tài xế chính mà niệm Quan Âm ăn chay, gia đình ở nhà mà bà vợ mà nấu chay đồ làm phước phóng sanh á, thì không bị test 4 lần vẫn là âm tính. Chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là cái kháng thể của người ăn chay lúc bệnh dịch lưu hành, người ăn chay ít bị nhiễm phải. Điều này Ấn Tổ có hay nói, thì mình có đọc đúng không? Thứ hai là người này niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái thần lực Bồ Tát Quan Âm che chở. Ngồi chung với nhau không nhiễm là chuyện lạ. Ăn chung với nhau không nhiễm là chuyện lạ. Mà chuyện lạ có thật. Cuối cùng anh này test 4 lần là âm tính, là anh tài xế chính mình niệm Quan Âm á. Và anh ăn chay á, ăn chay trường á. Thì anh đi một cái chỗ anh ở riêng. Còn anh mà dương tính mà tài xế phụ á, là sốt ho nằm ly bì. Họ mang vô một cái khu họ cách ly, thì cô này cũng mang đồ đạc thuốc men đồ bị vô cách ly cho ngày 3 hộp cơm với mấy viên thuốc với bình nước là xong. Thôi cách ly vậy. Cuối cùng cổ mới nhờ bạn bè ở Thanh Hóa mang thức ăn, đồ đạc, đồ vô để lo cho anh này, mà bây giờ chưa biết anh này ra sao và cái nguy cơ là có thể tử vong.